Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đào tạo tiếp theo trong chuỗi chuyên đề để mở một chợ spa thì cần phải chú ý những cái điều gì. Và trong bài ngày hôm nay, cô cũng xin tự giới thiệu, bản thân tên là Thu và hiện nay đang là CEO của hệ thống đào tạo MGK. Cô cũng có rất là nhiều chương trình đào tạo cho các chủ spa. Thì các em nhớ đón xem tất cả các cái video đào tạo online này bằng cách là subscribe đối với những bạn mới hoặc giúp cô like, share các cái chương trình này để tất cả những bạn khác cũng có thể biết đến chương trình đào tạo này. Ngoài ra các bạn có thể để nhận sách cũng như các cái tài liệu ebook của MGK thì có thể để lại số điện thoại hoặc là email thì bộ phận tư vấn tuyển sinh sẽ hỗ trợ cho mình với các thông tin này nhé. Thì bây giờ hôm nay thì chủ đề cô sẽ chia sẻ đó là chúng ta hãy cùng nhau vẽ ra một chân dung của một người chủ spa hay còn hoặc là một người quản lý spa thì sẽ như thế nào. Đối với một người chủ hay một người quản lý thì sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là những người sẽ đi lên từ người làm nghề, họ có thể là kỹ thuật viên, họ có thể là những người đã làm kinh nghiệm lâu năm. Sau một thời gian thì họ sẽ có vốn, họ sẽ có kinh nghiệm, họ sẽ có mối quan hệ và họ sẽ mở lên một cơ sở kinh doanh. Thì đó là cái nhóm thứ nhất. Và hiện nay ở Việt Nam mình thì cái tỷ lệ này nó chiếm khoảng là 60-80% những người chủ đang hành nghề tại các spa và thẩm mỹ viện là những người đã có nghề rồi. Đó. Cái nhóm thứ hai thì hiện nay cũng đang rất là phát triển mạnh, đó là những cái nhóm nghề là nhóm tay ngang. Đó, nhóm tay ngang. Cái nhóm này là những người đã kinh doanh hoặc đang làm một cái lĩnh vực khác, thậm chí ví dụ như là công chức nhà nước, ví dụ giáo viên hoặc làm ngân hàng cũng có thể mở ra kinh doanh. Những người này thì họ lại có một cái điểm đó là họ không biết gì về nghề cả. Đó, nhưng họ lại có một cái điểm lợi hơn, đó là họ có vốn, họ có mối quan hệ, họ có khả năng kinh doanh nhưng mà ở lĩnh vực khác. Và họ sẽ thấy cái nghề thẩm mỹ cũng như là spa này đang rất là phát triển và đang trở thành xu hướng. Và họ muốn chuyển đổi qua cái mô hình kinh doanh này. Thì đây là hai cái nhóm và hiện nay cái tỷ lệ nhóm tay ngang này bắt đầu tăng dần, khoảng chiếm từ là 20-40% tỷ lệ các chủ spa hiện nay ở Việt Nam. Đó, thì với hai cái nhóm này, mỗi nhóm thì đều có những cái đặc điểm riêng. Như cô vừa chia sẻ, cái nhóm này thì họ rất là giỏi tay nghề, họ có thể làm trực tiếp cho khách hàng, phục vụ khách hàng rất là tốt, sản phẩm họ làm ra thì rất là ok đó, và họ có thể kiểm soát được mặt chuyên môn. Nhưng có điều vấn đề đó là họ chỉ chuyên về nghề và vấn đề về kinh doanh, marketing, kêu gọi hoặc là chăm sóc khách hàng cũng như các quy trình, quy chuẩn điều hành vận hành kinh doanh thì họ hầu như không có kinh nghiệm nhiều đó. Cái nhóm thứ hai thì ngược lại, họ lại rất là giỏi về kinh doanh, họ rất là có thao lược, họ có đầu óc tư duy, họ có vốn, có mối quan hệ đó, và cũng có bản lĩnh về thương trường nữa, nhưng mà họ lại không có về tay nghề. Thế thì một câu hỏi đặt ra và rất là nhiều bạn học viên đã từng hỏi cô, vậy thì nên theo nhóm nào và nhóm nào sẽ là thành công? Cô cũng chia sẻ luôn là mỗi nhóm như cô vừa phân tích sẽ có ưu và nhược điểm. Nếu chúng ta biết khắc phục ưu điểm, biết khai thác ưu điểm và khắc phục những cái nhược điểm thì chúng ta sẽ là thành công. Thì có nghĩa là một người chủ sẽ phải cân bằng hai cái này. À, thì cân bằng bằng cách nào? Nhiều bạn cũng hỏi cô là em không biết gì về nghề, bây giờ làm sao? À, rồi những cái người làm nghề thì không biết gì về kinh doanh thì phải làm sao? Và cô cũng chỉ trả lời duy nhất có một cái từ, đó là chúng ta cần phải học. Đó, tất cả đều phải học, không ai sinh ra là giỏi một cái gì đó. Một người làm nghề giỏi trước đó thì họ cũng đã phải học rất là nhiều, đúng không ạ? Và những người tay ngang này trước đó họ cũng phải đánh đổi, họ phải kinh doanh rất là nhiều và học quá nhiều về thực tế rồi. Thì bây giờ họ phải tiếp tục học nghề. Còn những người học nghề thì phải tiếp tục học kinh doanh. Còn nếu chúng ta không chịu học, chúng ta không có thời gian để học, chúng ta sẽ cần phải hợp tác và sử dụng cái sức của người khác, hoặc là những người làm nghề hợp tác với những người làm kinh doanh, những người làm kinh doanh hợp tác với người làm nghề, thì chúng ta sẽ bù trừ cho nhau và chúng ta sẽ trở thành một người chủ có một cái chân dung hoàn hảo, đó là vừa giỏi nghề vừa giỏi kinh doanh.